Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang TV và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 8 giờ sáng của ngày thứ 3, ngày mùng 7 tháng 11 năm 2023. Và xin thưa với các bác, có thể nói rằng là vụ việc liên quan tới Vạn Thịnh Phát và Nguyễn Cao Trí là vô cùng phức tạp, vô cùng nóng và nó có thể liên quan tới nhiều người, ảnh hưởng tới hàng ngàn người. Và có một nhóm người mà các bác sẽ ít tưởng tượng được, đó chính là các học sinh sinh viên của trường đại học Văn Lang. Tuy nhiên đấy là cái phần sau mà tôi muốn chia sẻ với các bác. Trên màn hình thì các bác có thể nhìn thấy đó là Nguyễn Cao Trí, còn bên này thì đó chính là ông thạc sĩ Hoàng Sơn Điền bên trường đại học Văn Lang. Và chúng ta sẽ gặp lại ông Hoàng Sơn Điền ở trong cái đoạn cuối của video. Mong rằng là các bác hãy tích cực đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Bởi vì ngay cả đến việc này thì trước đây là đại biểu Quốc hội và bây giờ đang là đương kim là phó ban dân nguyện là ông Lưu Bình Nhưỡng cũng đã có hẳn một cái công văn, một cái văn bản để mà gửi đến Thủ tướng Chính phủ để mà làm rõ nhiều cái vấn đề. Và thật sự khi mà tôi đưa thông tin này thì tôi thấy rằng là đây là một cái vụ án có thể nói rằng là rất là phức tạp. Đầu tiên thì xin thưa với các bác, chúng ta hãy xem qua một cái có thể nói diễn biến của vụ án Vạn Thịnh Phát. Và đã có 7 bị can và đang bỏ trốn rồi. Và xin thưa với các bác rằng là ngày càng nóng, đó là cái tiêu đề mà trên báo Người Lao Động và sau này báo Mới nói lại đây. Và Viện Kiểm sát tối cao ngày 4/11 thì phê chuẩn là khởi tố 4 bị can và thay đổi tội danh 1 bị can. Trong đó thì lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần Vạn Thịnh Phát và các tổ chức này liên quan. Thì ngoài ra thì Viện tối cao cũng phê chuẩn một loạt để mà lệnh khởi tố bị can, bích bị can, lệnh khám xét đối với ông Tùng, ông Tránh, ông Kiên và bà Lê Kiều Trang. Và sau đó thì ra quyết định là khởi tố bị can và cơ quan đã ra quyết định để truy tố những người này bị bỏ trốn đây. Đó, bỏ trốn đây. 7 bị can này bỏ trốn nên đã ra quyết định truy nã. Đó. Và ngay cả cựu cục trưởng gọi rằng là Ngân hàng Nhà nước thì cũng bị khởi tố và bắt giam khi mà liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát. Đó. Báo cáo như vậy. Vụ Vạn Thịnh Phát thì cực kỳ lớn và nó liên quan tới rất nhiều. Có thể nói là cái vòi bạch tuộc của Vạn Thịnh Phát thì van đi khắp nơi. Khi mà họ không thể dùng cái chính danh thì họ bắt đầu là dùng nhiều vả. Và ở đây chúng ta thấy xuất hiện một cái nhân vật, đó là nhân vật Nguyễn Cao Trí. Nhân vật Nguyễn Cao Trí. Và ông Nguyễn Cao Trí thì đứng tên đại diện rất nhiều những cổ phần tại nhiều nơi. Và tiền ông lấy từ đâu, chỗ nào, có phải từ Vạn Thịnh Phát hay không? Hay gọi chỉ liên quan đến khu du lịch gọi rằng là Nam Đà Lạt hay không? Và vừa rồi là bị khởi tố mà tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mà còn liên quan tới nhiều vụ việc khác nữa. Và cái đáng sợ nhất là có những cái nó liên quan tới giáo dục, tức là trường đại học Văn Lang. Và chúng ta thử xem rằng là chỗ này nó có cái gì. Bởi vì tôi đã nhận được một cái văn bản của bên phía ban dân nguyện và ký bởi ông Lưu Bình Nhưỡng. Thì ông Lưu Bình Nhưỡng đã có một cái văn bản như thế này mà các bác có thể nhìn thấy màn hình. Đó là chữ ký tươi của ông Lưu Bình Nhưỡng. Và đây là toàn văn cái nội dung và chúng ta thấy rằng là nó bắt đầu từ ngày 13 tháng 10 2023 rồi. Và tôi xin chia sẻ với các bác đầy đủ cái văn bản này. Và tại sao lại có cái văn bản này? Đó là thông qua 7 cái câu hỏi. Và thật sự nó rất là nguy hiểm. Văn bản này thì nói rằng là kính gửi đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp và nhận đơn của ông Dương Trọng Dật và ông Lê Ngọc Sơn, thành viên Hội đồng trường Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh, trình bày về việc ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, gọi tắt là Công ty Cổ phần Văn Lang, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam và điều tra về hành vi là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi vụ việc xảy ra, để tiếp tục ổn định nhiệm vụ giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, thì thành viên Hội đồng trường Văn Lang đề nghị xem xét và làm rõ một số nội dung như sau. Là tiền mua lại công ty cổ phần gọi rằng là quỹ của Ola đây, Việt Nam Oman Investment đây, viết tắt là VOI đi, đọc là VOI đi cho dễ, VOI đây, VOI. Chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Văn Lang, có phải tiền của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hay không? Hiện nay ai là đại diện vốn của Công ty Cổ phần Văn Lang? việc phát hành 2.200 tỷ đồng của công ty cổ phần Văn Lang có đúng pháp luật hay không, tài sản đảm bảo vay và ngân hàng bảo lãnh, việc chuyển 2.200 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phần có đủ thời gian theo quy định pháp luật hay không, việc nâng vốn điều lệ của công ty, trách nhiệm của công ty cổ phần Văn Lang liên quan đến khoản vay dài hạn 290 tỷ đồng của công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Khánh Hội. Đề nghị khởi tố vụ án tại công ty cổ phần Văn Lang sau khi bị khởi tố hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Văn Lang. Đơn đề nghị cử đại diện nhà nước đại diện các cổ phần của GOI để đảm bảo sự ổn định của công ty cổ phần Văn Lang. Và sau khi tiếp công dân thì Ban dân nguyện nhận thấy đây là đề nghị của một số thành viên Hội đồng trường Văn Lang liên quan tới việc điều tra xem xét trách nhiệm của một số cơ quan tổ chức liên quan và Chủ tịch Hội đồng trường Văn Lang. Vụ việc còn liên quan đến quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo hiện nay, việc cổ phần trong ngành giáo dục và đào tạo và vụ việc này thì còn ảnh hưởng lớn đến hàng chục nghìn sinh viên, hàng nghìn cán bộ giảng dạy, công nhân viên của trường Đại học Văn Lang. Thành phố Hồ Chí Minh cần được chỉ đạo làm rõ và tập trung tháo gỡ để sớm ổn định. Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì trân trọng chuyển đơn của ông Dương Trọng Dật và ông Lê Ngọc Sơn, thành viên Hội đồng trường Đại học Văn Lang đây, Thành phố Hồ Chí Minh đến đồng chí Thủ tướng Chính phủ và kính đề nghị đồng chí xem xét và chỉ đạo việc giải quyết đúng quy định của pháp luật và đề nghị Văn phòng Chính phủ là thông báo kết quả giải quyết đến Ban dân nguyện để thực hiện nhiệm vụ giám sát giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Và đó là ký bởi ông Lưu Bình Nhưỡng. Còn xin thưa các bác, đây là nguyên văn của bên phía đơn đề nghị của Bộ Công an, ký gửi Bộ Công an và các cơ quan hữu quan thì được ký bởi ông Dương Trọng Dật và ông Lê Ngọc Sơn, như các bác có thể nhìn thấy trên màn hình. Đó, Ngọc Sơn. Đó. Và ở đây chúng ta thấy rằng là có 7 cái kiến nghị như là bên phía của ông Lưu Bình Nhưỡng cũng nêu ra. Đó. Xem xét một số việc này, tiền mua lại cổ phần của Voi đây, chiếm 3%. Việc phát hành 2.200 tỷ đồng trái phiếu của công ty Văn Lang đây, có tài sản đảm bảo là gì? Ngân hàng bảo lãnh phát hành là ai? Dòng tiền thu được thì đầu tư vào đâu? Và ai cho phép chuyển 2.200 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phần? Vì sao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn và Quản lý Giáo dục Văn Lang vội vã chuyển đổi khi chưa đủ thời gian quy định của pháp luật? Và giải thích rõ việc nâng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Quản lý Giáo dục Văn Lang lên 1.699 tỷ đồng. Đó. Và hiện nay tổ chức cá nhân nào thì đang sở hữu với số cổ vốn này? Và việc này thì có đúng quy định pháp luật hay không? Và 5 này, đề nghị làm rõ theo dõi này. Và đề nghị khởi tố vụ án tại Công ty Tập đoàn và Quản lý Giáo dục Văn Lang về hành vi đây này, chiếm đoạt tài sản của Chủ tịch Hội đồng Quản trị là kiêm Tổng Giám đốc. Và cử đại diện nhà nước đại diện các cổ phần của công ty của Voi. Đó. Và đây là các bác có thể nhìn thấy ký bởi ông Dương Trọng Dật và ông Lê Ngọc Sơn. Thật sự đây là một cái tin tức có thể nói rằng là rất là nóng. Bây giờ mà có ai đang học ở trường Văn Lang thì thật sự người ta cũng đang rất là lo lắng, bởi vì không biết là trường như thế nào, quản lý giáo dục ra làm sao, việc các thành viên liên quan đến những cái vụ án cực kỳ lớn, đặc biệt là cái vòi bạch tuộc của bên phía Vạn Thịnh Phát rồi ông Nguyễn Cao Trí, thì đó là cả một cái vấn đề. Và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là ông Hoàng Sơn Điền. Đó, ông Hoàng Sơn Điền thì xin thưa với các bác thì đang là chủ tịch của nghĩa là hội đồng trường đó, và là giám đốc điều hành, tức là tổng giám đốc đây. Các bác có thể nhìn thấy ở trên này, đúng không ạ? Đây là cái mà các bác có thể nhìn thấy. Và bây giờ chúng ta có thể là rất hiếm tìm thấy những cái thông tin của ông Hoàng Sơn Điền đó, của ông Hoàng Sơn Điền. Và chúng ta sẽ chờ đợi trong cái thời gian tới có những cái thông tin gì về ông Hoàng Sơn Điền này không. Nhưng tôi nghĩ rằng là đúng là theo đơn của ông, xin thưa các bác, theo đơn của ông Dương Trọng Dật và ông Lê Ngọc Sơn thì có lẽ là cơ quan điều tra cũng nên khởi tố tại vụ án trường Đại học Văn Lang để xem rằng là những cái rắc rối tài chính, cái vòi bạch tuộc tài chính nó như thế nào, từ đâu vào tới, ai chịu trách nhiệm việc mà phát hành trái phiếu rồi chuyển trái phiếu, số tiền đó trái phiếu đó có tài sản đảm bảo hay có vấn đề gì hay không, và đặc biệt rằng là chuyển nó thành cổ phần thì cổ phần này là ai đứng tên, vân vân. Và ở đây hình như là có một cái vụ nào đó nó có, tôi có cái cảm giác thôi đó, nó hơi giống những cái vụ thâu tóm của giới mafia ngầm ngày trước trong một số cái cuốn tiểu thuyết, thì nó giống như kiểu là một cái thâu tóm. Và rõ ràng là với nhiều người để gắn bó với trường đại học Văn Lang, bởi vì Văn Lang thì không phải là tự dưng được sinh ra, mà đó là một cái đề 28 năm. Đó. Chúng ta sẽ chờ đợi những thông tin nóng nhất này nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều.